Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, 24 tháng 5, chúng tôi có những thông tin đáng chú ý sau. Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác lập hồ sơ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại thành phố Bà Rịa. Các địa phương thăm và tặng quà chúc mừng các chức sắc, tôn giáo nhân dịp lễ Phật đản năm 2023. Công an huyện Côn Đảo tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường giao thông. Bắt đầu là những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng từ 50 năm đến 75 năm tuổi Đảng cho 73 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Tại lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn, lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của thành phố Vũng Tàu. Các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng ngày hôm nay đều là những tấm gương tiêu biểu suốt đời hy sinh, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đóng góp sức lực, trí tuệ và tuổi xuân vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đợt 19 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu có 221 đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Thưa quý vị, thực hiện xuyên suốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác, ở năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thành phố Vũng Tàu tập trung vào nội dung sửa đổi lối làm việc. Đây cũng là nền tảng tạo dựng, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức nhà nước trên địa bàn thành phố. Năm 2023, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu triển khai tập trung vào nội dung sửa đổi lối làm việc. Trên cơ sở này, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng thực hiện. Đồng thời, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng đợt học tập nghiên cứu tác phẩm. Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố. Mỗi cá nhân cần phải tự giác nhìn nhận cũng như là chỉ rõ những cái hạn chế còn tồn tại của cá nhân trong việc mà thực hiện những cái chức trách, nhiệm vụ của mình. Đồng thời thì phải đề ra được cái giải pháp cụ thể để khắc phục những cái hạn chế tồn tại đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác cũng như là chất lượng phục vụ người dân. Sửa đổi lối làm việc, tùy vào tình hình thực tế, từng đơn vị, địa phương sẽ có cách làm phù hợp khi triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cũng với tinh thần này, từ cuối năm 2022 đến nay, mô hình ngày thứ bảy lắng nghe dân nói đã được 100% phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu triển khai để ghi nhận tâm tư nguyện vọng của người dân một cách toàn diện thấu đáo. Sát nhà cô Nguyệt, Dương Thị Nguyệt. Mô hình ngày thứ bảy lắng nghe dân nói thì đây là một cái mô hình rất là mới, nhằm mục đích là tạo điều kiện để chính quyền xây dựng cái mối quan hệ gần gũi với người dân. Qua các buổi thứ bảy lắng nghe dân nói, việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân các phường xã đã có sự chuyển biến rõ nét. 4 tháng đầu năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 17 phường xã đã tiếp nhận 32.611 hồ sơ, trong đó có đến 99,98% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn. Xuất phát từ thực trạng nhiều người khi giao dịch hành chính công phải viết đi viết lại các biểu mẫu, nhất là những người lớn tuổi hoặc những người không biết sử dụng điện thoại thông minh để giao dịch trực tuyến. Ủy ban Nhân dân phường 5 đã triển khai mô hình thứ 5 ngày không viết. Ủy ban Nhân dân phường 9 có mô hình công dân không viết. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các phường này đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Tại Ủy ban Nhân dân các phường xã, những thủ tục chứng thực bản sao,
chứng thực chữ ký, cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân đều được giải quyết ngay trong ngày. Hầu hết các phường xã cũng đã triển khai mô hình thứ 3, thứ 5, thứ 6 không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thứ 5 lắng nghe và giải đáp đã giúp người dân không phải đi lại nhiều lần chờ đợi lâu. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả công việc của các cơ quan đơn vị, của cán bộ công viên chức, tinh thần sửa đổi lối làm việc theo Bác đã dần nề nếp thành ý thức trách nhiệm, cũng là góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng phục vụ nhân dân. Mình lên làm giấy tờ, ở đây thủ tục thì là được các em ở trên này là phục vụ rất là niềm nở, nhiệt tình. Khi mà tới đây giao dịch thì tôi thấy cán bộ của phường làm việc rất là tốt, hướng dẫn cho người dân rất là tận tình và dặn dò rất là chu đáo để người dân hiểu rõ được cái công việc mà mình đến để giao dịch. Tiếp tục thực hiện chuyên đề sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng để tinh thần học tập và làm theo Bác mãi khơi nguồn trong đời sống xã hội, tạo dựng thêm nhiều giá trị cao đẹp trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố Vũng Tàu. Cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tháng 5 năm 2023 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Đánh giá tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, bức tranh kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục có nhiều điểm sáng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tại thành phố Vũng Tàu đạt hơn 3.700 tỷ đồng, bằng 43,7% kế hoạch, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt hơn 15.600 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm và tăng 9,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán tỉnh giao và bằng 42,3% dự toán thành phố xây dựng. Những tháng đầu năm 2023, công tác an sinh xã hội được thành phố chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Tại cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tháng 5 năm 2023, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6 và những tháng cuối năm. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các ngành các cấp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và thu ngân sách đạt chỉ tiêu giao. Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần VS Vũng Tàu Hotel, phường 8, thành phố Vũng Tàu với 80 đoàn viên. Tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần VS Vũng Tàu Hotel, các đại biểu đã bầu 5 thành viên vào ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty. Ban chấp hành công đoàn công ty đã thống nhất xây dựng quy chế hoạt động, thỏa ước lao động tập thể và các hoạt động phong trào văn nghệ thể thao trong đơn vị, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Những thông tin tiếp theo ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Đoàn kiểm tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã kiểm tra công tác lập hồ sơ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác tiếp nhận hồ sơ cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. Thành phố Bà Rịa hiện có 127 người nghiện ma túy, trong đó có 59 đối tượng đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, 30 đối tượng đang được điều trị methadone, 16 đối tượng đang bị tạm giam và 22 đối tượng chưa được cai nghiện. Địa phương đang quản lý 83 đối tượng sau cai nghiện ma túy. Trong năm 2022 và quý 1 năm 2023, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa đã thẩm định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với 45 đối tượng, duy trì hoạt động 2 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy trên địa bàn. Tại buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa kiến nghị Sở có hướng dẫn thanh quyết toán về kinh phí và xác định tình trạng nghiện ma túy, hỗ trợ việc bố trí cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa xây dựng các mô hình hỗ trợ cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh đối tượng nghiện ma túy. Cán bộ đoàn, phường xã, đoàn cơ sở công an thành phố Bà Rịa đã tham gia hội nghị tập huấn công tác Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35. Hội nghị do Thành đoàn Bà Rịa tổ chức. Trong thời gian một buổi, các cán bộ đoàn trên địa bàn thành phố Bà Rịa được báo cáo viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội, thông tin về các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, hướng dẫn thực hiện đấu tranh phản bác các hoạt động xấu độc trên mạng xã hội, tham gia hội nghị tập huấn giúp cán bộ đoàn thành phố Bà Rịa nâng cao nhận thức, kỹ năng cần thiết trong tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo 35 thành phố để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Hội chữ thập đỏ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức chương trình trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em với sự tham gia của hơn 530 học sinh trường tiểu học Hòa Long. Các em học sinh trường tiểu học Hòa Long đã được các cán bộ Hội chữ thập đỏ Hòa Long thông tin về nguyên nhân gây ra đuối nước ở trẻ em và cách phòng tránh. Các em cũng được trang bị một số kỹ năng cần thiết giúp người không biết bơi có thể thoát hiểm khi rơi xuống nước, các phương pháp giải cứu và sơ cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước và các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em. Tại xã Bào Chinh, huyện Châu Đức, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra mắt. Hợp tác xã được thành lập nhằm liên kết giữa nhà sản xuất với doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, sản phẩm nông sản địa phương, tích cực xây dựng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các sản phẩm nông nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu có 7 thành viên, hoạt động ở 27 lĩnh vực ngành nghề, trong đó tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất như sơ chế biến các sản phẩm từ hạt ca cao, cung cấp giống cây trồng, vật tư nông nghiệp với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Hợp tác xã cũng thực hiện liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn ca cao Thành Đạt, huyện Châu Đức, tham gia chuỗi sản xuất 109 hectare cây ca cao, tiêu thụ ca cao của 115 hộ nông dân trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2018-2023, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Long Điền cùng các cấp hội cơ sở triển khai sâu rộng phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi với những nội dung, hình thức phù hợp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, góp phần tích cực giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn 2018-2023 vừa được Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Long Điền tổ chức. Huyện Long Điền hiện có 598 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, 120 cơ sở kinh doanh, buôn bán tạp hóa do người cao tuổi làm chủ, 142 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, làm chủ doanh nghiệp, 2 người cao tuổi làm chủ trang trại. Nhiều hộ người cao tuổi có thu nhập từ 250 triệu đến hơn 1 tỷ đồng một năm, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã khen thưởng 10 người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tiếp theo là thông tin tại huyện Đất Đỏ. Toàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm và tặng quà chúc mừng cho chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Phật Đản năm 2023. Đến thăm các chức sắc thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ, chùa Bửu Quang, chùa Hưng Hòa ở thị trấn Đất Đỏ, lãnh đạo huyện Đất Đỏ ghi nhận sự đóng góp của các chức sắc tăng ni, Phật tử đã đồng hành cùng chính quyền trong các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chúc các chức sắc và Phật tử hưởng đại lễ Phật Đản an lành hạnh phúc. Lãnh đạo huyện ủy Đất Đỏ đã đến thăm, trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng tại gia cho đảng viên Dương Văn Kiểu, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Hòa Hội, đảng bộ thị trấn Đất Đỏ. Tại gia đình đảng viên Dương Văn Kiểu, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình,
Đồng thời nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng đối với các đảng viên thể hiện sự ghi dấu trân trọng của đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ chúc đảng viên Dương Văn Kiểu và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho đảng và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Hội đồng Nhân dân huyện Đất Đỏ đã có buổi giám sát chuyên đề về công tác quản lý sử dụng đất đai, việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng tại thị trấn Đất Đỏ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ, từ năm 2022 đến nay, thị trấn đã kiện toàn 9 tổ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát địa bàn. Địa phương rà soát toàn bộ diện tích đất công, đất vùng quy hoạch nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và công bố các quy hoạch 1/500 khu Đông Bắc, Tây Bắc để quản lý, tránh trường hợp người dân lấn chiếm. Các thủ tục hành chính được công khai thực hiện đúng quy định. Từ năm 2022 đến nay, qua kiểm tra, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch và xây dựng. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm 7 trường hợp thuộc thẩm quyền với số tiền hơn 24 triệu đồng. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt 4 trường hợp với tổng số tiền 76 triệu đồng. Giám sát công tác quản lý sử dụng đất đai, việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng tại thị trấn Đất Đỏ. Hội đồng Nhân dân huyện Đất Đỏ yêu cầu thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn để nắm bắt tình hình, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về đất đai, phát huy vai trò của các hội đoàn thể trong tuyên truyền luật đất đai, xây dựng cho người dân được biết. Với các ngành liên quan, cần quan tâm giải quyết các kiến nghị của địa phương thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2023. Theo dự thảo kế hoạch, các hoạt động hè năm nay dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Đất Đỏ sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2023 với chủ đề Hè sôi động, vui khỏe, an toàn, chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Theo kế hoạch đã được Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ thông qua, hè năm nay huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe thể chất, học tập cho thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường sống, xây dựng xã hội văn minh, sạch đẹp, an toàn. Đồng thời tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học. Lãnh đạo huyện yêu cầu các hoạt động hè phải đảm bảo được tổ chức một cách hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực, cụ thể và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Dự kiến lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 huyện Đất Đỏ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6. Đối với các xã thị trấn sẽ tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Hội nông dân xã Phước Hội huyện Đất Đỏ tổ chức lễ ra mắt chi hội nghề nghiệp nuôi bò ấp Phước Lộc gồm 15 thành viên. Việc thành lập chi hội nhằm giúp các thành viên chăn nuôi bò liên kết, hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc phát triển đàn bò, phòng chống các loại dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sinh sản và dỗ béo đàn bò, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhân dịp lễ Phật đản 2023, huyện Xuyên Mộc tổ chức 7 đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, đồng bào Phật tử tại các chùa trên địa bàn huyện. Đến thăm các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị chức sắc và bà con Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thấm tình đạo vị. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc mong muốn rằng các chư vị tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Huyện Côn Đảo là địa phương cuối cùng được ghi nhận thông tin. Thưa quý vị, tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em. Học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo được thông tin một số vấn đề liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.
các kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em. Các em còn được trang bị kỹ năng ứng xử tình huống khi bị bạo lực và xâm hại, phương pháp an toàn cho trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, cách bảo vệ bản thân phòng tránh những nguy hiểm có thể xảy ra hàng ngày. Nhằm tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia, không lái xe, chung tay cùng cả nước đẩy lùi, hạn chế tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Côn Đảo đã liên tục tổ chức ra quân tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường của huyện. Không chỉ tuần tra lập chốt trên các tuyến đường chính, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện Côn Đảo còn tăng cường kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, quán karaoke, các điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, lăng mạ, chống đối lực lượng cảnh sát giao thông. Từ tháng 4 năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Côn Đảo đã phát hiện, lập biên bản xử lý 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt hơn 137 triệu đồng, tạm giữ 28 mô tô, 2 ô tô, tước 14 giấy phép lái xe có thời hạn. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.